Israel sắp chiến đấu bằng móng tay. Cả nhà thân mến, tuần vừa qua có thể nói là một tuần mà Israel phải nói là bị siết rất là dữ luôn. Đầu tuần thì tòa án hình sự quốc tế viết tắt là ICC, trong đó ông công tố viên tên là Karim Khan, ông yêu cầu đó là lệnh bắt giữ đối với thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu và bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thì mới đó mới có 5 ngày thôi, đến thứ 6 cả nhà, thì đến tòa án công lý quốc tế viết tắt là ICC rồi G là yêu cầu là Israel hạn chế những cái tấn công quân sự vào Rafah. Nam Phi họ đã đệ đơn lên tòa án công lý quốc tế 4 lần kể từ khi mà cuộc chiến ở Gaza bắt đầu, và bản đệ trình gần nhất của họ đó là vào ngày 10 tháng 5 tập trung vào Rafah nha cả nhà. Các luật sư của Nam Phi họ lập luận rằng Rafah là nơi ẩn náu cuối cùng của những người Palestine. Nếu như mà Israel tiến hành chiến dịch tấn công vào Rafah giống như những chiến dịch mà Israel đã tấn công vào Gaza trước đó, thì người Palestine họ sẽ không còn lãnh thổ để sống. Mặc dù Israel là thành viên của tòa án công lý quốc tế, nhưng Israel có thể phớt lờ, tòa án không có quyền thực thi. Các quốc gia thành viên thì có thể yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giải quyết vấn đề này, nhưng mà Mỹ thì có thể sẽ phủ quyết. Vì vậy, các nhà phân tích họ cho rằng việc mà ba quốc gia châu Âu gần đây, Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha công nhận nhà nước Palestine cũng như hai tòa án hàng đầu thế giới gây áp lực lên nhà nước Do Thái thì nó chỉ mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, nếu như mà đặt chúng lại gần với nhau thì có thể thấy là Israel gần đây đang rất là bị cô lập. Sắp tới thì cuộc chiến ở Rafah có thể vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng mà Israel có thể chiến đấu bằng móng tay.